hỏi: Hòa thượng nói, nếu mình có tâm bất chánh, tự tư ích kỷ không tốt, thì thế nào cũng sẽ gặp trở ngại. Vấn đề là chúng ta làm sao phân biệt được đâu là mục đích và phương hướng chính xác? Làm sao để phân biệt thiện ác? Không những phải chọn lựa con đường lương thiện đó, mà còn phải nỗ lực đi trên con đường thiện nữa. Vậy làm sao để phân biệt cho rõ ràng đây? Đáp, Lão Tử nói, thiên hạ giai tri mỹ chi di mỹ, tư ác dĩ. Giai tri thiện chi di thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là, nếu mọi người đều cho là đẹp thì đã là xấu rồi, còn đều cho là thiện thì đã là bất thiện rồi. Con người vốn rất dễ sửa đổi lỗi lầm và hướng thiện, nhưng trên con đường sáng sủa thường thì con người đều bị lầm lạc, còn ngược lại trên con đường tối tăm thì người ta đi nhanh lắm. Điều này dễ như trở bàn tay. Tôi tin rằng chuyện này không cần phải hỏi nhiều, như con nít không ai dạy mà nó cũng đã biết bú sữa, mới sinh ra là nó biết rồi. Làm thế nào để lớn lên làm cái gì, nhất định cũng phải có người dạy mình hay sao?